Nhi xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Lê Thị Nhi. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Huy Hòn mới ngủ trưa dậy cả nhà. Bây giờ thì Nhi đã chuẩn bị đồ ăn cho Huy Hòn rồi. Một ít rau củ luộc nè, cái bông cải, cà rốt với lại cái đậu, để cho Huy Hòn có thể ngồi mâm mâm trong khi chờ cháo nguội cả nhà. Ê, cháo Nhi mới lấy ra. Bữa giờ kiểu Huy Hoàng nó hình như là nó khó chịu hay là nó ê răng hay sao, nó ăn cũng không có được nhiều như mấy bữa trước, nên là Nhi chỉ múc một phần chén thôi. Anh Thép thì đi ra Bắc nên là giờ chỉ có hai mẹ con ở nhà thôi. Mà cả nhà, mà anh ông bà cô chú anh chị cùng đồng hành với hai mẹ con ở video này nha. Đây là phần ăn trưa của Nhi, bún bún khô mình trộn với lại một ít rau củ quả thôi. Trong đây là có nấm mèo, cà rốt với lại một ít bông cải còn sót lại trong tủ lạnh đó. Nói chung là mấy cái đồ trong tủ lạnh còn lại một thứ một ít đó. Xong rồi Nhi trộn hết, xạo hết, trộn làm thành cái tô như thế này để ăn trưa. Bình thường thì mình sẽ ăn trưa bên kia rồi, có anh Thép rồi, có mấy anh em rồi, đông vui. Mà bữa nay anh Thép đi rồi á, với lại mấy anh em cũng đi, nên là Nhi ăn ở bên đây luôn. Với lại trong lúc mà Huy Hòn ngủ á, thì mình không có bỏ qua bên kia được, mình phải chờ Huy Hòn dậy. Thì chờ Huy Hòn dậy thì cũng quá giờ trưa rồi, giờ hơn 12 giờ. Ở bên shop Nhi á, thì nghỉ trưa sẽ làm 12 giờ nghỉ trưa. Giờ ăn trưa cố định luôn. Nên là qua giờ đó thì mọi người cũng đã ăn xong rồi, nên là giờ hai mẹ con tự ăn ở đây. Lúc trước mình làm ở shop cũ ở nhà, ở bên phía nhà ngoài rẫy á, thì là ăn kiểu không có giờ chắc cố định. Còn bây giờ mình chuyển qua khu vực riêng á, thì mình quy định giờ cố định luôn, thì cứ đúng giờ đó mọi người dọn cơm ra và mọi người tập trung ăn. Gì? Con muốn ăn bún hả? Muốn ăn bún hả? Để chờ cháu nguội rồi mẹ đút cho nha. Chờ một xíu nữa gần nguội rồi. Nè, con ăn đỡ cái cái cọng này ngon này. Cọng này ngon này, cà rốt này. Ăn thử coi. Hôm qua ở bên ở chỗ nhà mình mưa lắm, không biết là chỗ những tỉnh khác như thế nào, ở nhau cũng mưa nữa. Mời cả nhà ăn trưa nha. Một tô rất là to luôn. Hơi cay. Có cục ghiền ở trong mắt vậy con. Cái ghế này bữa trước cao lắm mà bây giờ Nhi hạ xuống mất một nấc rồi. Nó cao thì mình ngồi ở trên bàn ăn được, nhưng mà nhiều khi mình đi ra mình lấy đồ sợ con nó trèo. Bữa nay nó đâu có ngồi yên một chỗ được đâu, nó ngồi một chút là nó sẽ trèo leo, nó nhìn cái này nhìn cái kia, nó quay đầu quay tới quay đầu lui à. Nè, cháo nguội rồi nè. Gỏi nè. Wow. Nguội rồi ha. Ngon. Ê cha. Ê cha, quay mặt qua đây nè. Ê. Gỏi chưa? Làm gì ta? Sao mà mình chơi, hai mẹ con mình chơi. Đi lấy đồ chơi ra chơi. Đây. Chúc 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 chúc. Chúc 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 chúc. Rồi. Rồi nó buông. Hấp
3 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
cái miệng trúng chiếc, cái miệng trúng chiếc. Ui thấy không nè, Thi Hồng đã ăn trưa xong rồi cả nhà, nên là Nhi dẫn qua shop chơi luôn. Bây giờ nãy ăn lúc 12 giờ rưỡi, bây giờ là 1 giờ hơn rồi. Shop mình thì nghỉ trưa từ 12 giờ đến 1 giờ nha. Cái đây là đơn hàng anh Thép đặt, anh Thép đang ra hàng rồi, nhưng mà đặt cái đơn hàng gì về nè. Nhi thấy là sách thiết yếu sơ cứu 360 cẩm nang, hướng dẫn sơ cứu trong mọi gia đình. Hồi giờ anh Thép không có mua sách, hầu như là không đọc sách luôn. Mà hôm nay là đặt cái cuốn sách này để Nhi coi thử nó có như thế nào. Gì vậy? Con chào ông bà cô chú kìa. Bye bye. Xin chào ông bà cô chú. Giơ tay lên. Hồi giờ anh Thép không mua sách mà không biết tiêm quảng cáo như thế nào mà lại mua cuốn sơ cứu này. À, nó sơ cứu mấy cái trường hợp khẩn cấp nè, ví dụ như người gặp người ngạt thở, hay là những người xác định mạch còn đập hay không, cách xác định mạch còn đập hay không, trong xử lý trong trường hợp bị bất tỉnh nè, rồi gọi ai 115 nè, gọi công an là 113, cứu hỏa là 114, cấp cứu là 115. Mấy cái này mình tưởng chừng là đơn giản, nhưng mà nó đến khi mà mình rơi vô tình huống nó cấp bách á, nhiều khi mình không nhớ. Đột quỵ não là những cái trường hợp mà cảm thấy bất thường nè. Sơ cứu cho đối tượng bị trầm cảm nữa. Ngộ độc vết cắn, vết đốt, xử lý trường hợp bị ngộ độc. Uống khi uống nhầm nước tẩy rửa hóa chất gia dụng. Cũng hay á, cũng nhiều thứ để mình phải xem á. Nè sách của ba nè, đem về cho ba đi. Về đem về nha, mua vô con đọc ba, đọc cho ba coi nha. Ba có mua đọc sách đâu mà ba mua về. Chườm lạnh, chườm nóng, kỹ thuật băng bó. Ba mua cho con đọc á. Giờ Nhi cho nó chơi tới 2 giờ 2 giờ rưỡi á, thì mới về ngủ lần cái nha. Ngủ một giấc nữa rồi mới tối mới ngủ tiếp. Tối nay thì ngoài trời rất là gió luôn nè, mà mây đen nữa, lúc nãy Nhi hay nghe tiếng rầm nữa. Thì chắc hôm nay tối nay trời cũng sẽ mưa. Tối hôm qua trời cũng mưa. Hôm nay cũng mưa, mới tắm rửa cho Thi Hồng ăn tối xong. Gió ơi là gió luôn. Gió mà cây chuối lá chuối nó thổi mà nó sát sơ luôn rồi. Ở ngoài trời gió lớn với lại có vẻ như là sắp mưa, nên là Nhi cho Huy Hồng vô đây chơi với hai đứa này. Một đứa 9 sừng, một đứa 2 sừng. Hai đứa 2 chín sừng. Nếp ơi. Nếp. Của hai kêu à. Nếp chín sừng nè. Rồi ngồi đây chơi một chút mà coi thử có mưa không. Chơi tới 6:30 về, đóng cửa phòng ngủ. 7 giờ chứ. Bữa nay nó biết giành đồ chơi, hai đứa này nó biết giành đồ chơi nhau rồi nha. Giật qua giật lại á, đó. Giật á. Nó chiều lên nó giật á.
chín cái sừng. Ok ok ok. Xách đồ nước rồi. Dành đồ chơi á. Quấn lộn không? Của em. Đâu có quan tâm gì đâu nó ai khóc khóc. Ê, bậy 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 bậy. Diện nếp, diện diện nếp. Tối hôm qua thì trời cũng có mưa cũng ít là cả nhà. Nói chung là vừa ướt đường thôi, nói chung không có mưa lớn lắm, như tưởng là mưa lớn. Xong rồi hai mẹ con đóng cửa ngủ thẳng giấc tới sáng à. Sáng nay thì Nhi nấu cháo đậu ngự với đậu đỏ cho Nhi Hoàng ăn. Nãy giờ Nhi quên ăn hết gần hết rồi, Nhi cứ bấm nút quay. Kìa, ông bà cô chú đang nhìn con kìa. Con ăn dở cháo bà cô chú coi nè. Chim ơi, giỏi chưa? Cười thật tinh. Ăn hết rồi Nhi nghiền cái đậu ngự với lại đậu đỏ ra. Trời ơi rặn chưa? Rặn kìa. Ăn gần hết rồi nè. Huy Hồng đã mới ăn cháo xong rồi cả nhà. Mắt ảnh cũng muốn ngủ lắm rồi đó. Nhưng mà để chờ xíu nữa là Nhi sẽ thay đồ khác rồi đi ngủ nha. Đi dạo vườn cây thôi. Thăm bạn cá vàng bơi dưới nước. Hình như nước mưa hôm qua nó lên ngập hồ luôn rồi. Wow, ngập dữ vậy ta. Nước lên ngập hồ luôn rồi. À, chưa cho cá ăn. Lấy đồ ăn cho cá ăn kìa. Đẹp ha. Đi. Vô mình lấy đồ ăn mình cho cá ăn thôi. Cá ăn hay cái nào ta? À cái này. Ủa ai tới nhà mình vậy ta? Có cô tới mua hàng. Nhưng mà cổ không biết cổ chạy tới bên chỗ shop cũ. Bây giờ Nhi sẽ qua bên chỗ shop mới gì đón cổ. Cho cổ vô mua hàng. Giờ thì chắc là Nhi cũng xem phép. Chụp cái ho bây giờ á. Nhi xin phép tạm dừng video ở đây luôn nha. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian của mình xem hết video. Nhớ để lại chị Nhi một cái like, một cái đăng ký kênh. Bye bye cả nhà, bye bye con. Bye bye. Bye bye.